Xin chào toàn thể anh em đã trở lại kênh của anh Bãi Nhanh nha. Hôm nay đổi gió bán cho anh em thêm một số mẫu máy cưa xích mới anh em nhé. Đó, giá thanh lý luôn anh em nhé. Đó, đây là cái mẫu cưa mà hàng chất lượng anh em nhé. Hàng này là hàng của Trung Quốc. Đó, hàng Trung Quốc sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà hàng chất lượng nha. Đó, bên em đang bán lẻ tại cửa hàng bên em. Đó, hôm nay sẽ thanh lý cho anh em. Hôm nay giới thiệu thêm anh em một vài cái mẫu máy cưa xích mới để cho anh em sử dụng cho nó bền bỉ. Anh em nào mà thích xài hàng mới anh em thì bên Hoàng có luôn cả hàng mới luôn anh em nhé. Đó, anh em cứ liên hệ qua Hoàng Máy Bãi. Đó, máy gì cũng có anh em nhé. Đó, con này là dòng máy cưa xích 5200 của Trung Quốc anh em nhé, nhưng mà hàng chất lượng anh em, bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng. Đó, con này là có giật trợ lực luôn nha anh em nhé. Đó, tất cả ốc ác của nó đều là ốc lục giác hết. Đó, máy là máy mới luôn, về anh em phải roda mới sử dụng được nha. Đó, con này thì đồ phụ tùng thay thế thì có sẵn hết, ở chỗ nào anh em cũng có đồ mới hết anh em nhá. Đó, lam là lam xích lớn luôn anh em nhá. Đó, xích là xích 38 37 ở đây 38 38 là 20 inch. Đó, lam con này là lam 55 phân nha. Đó, đây là cái bộ phụ kiện kèm theo, nó là một cái lục giác này. Đó, anh em vặn ở mấy ốc này. Đó. Rồi một cái tip mở tháo lam này. Đó, một tip mở tháo lam, một tháo cả được buji luôn. Đó, rất tiện lợi. Một chiếc tô vít nhỏ để anh em chỉnh xăng gió và một chiếc rũa xích. Cái rũa này thì như là mình nó cho theo vậy thôi, nhưng mà em sẽ cho theo một cái rũa xịn cho anh em nha. Đó, em sẽ cho theo một cái rũa xịn trị giá 30.000 cho anh em luôn, rũa Estin luôn nha. Đó, cái rũa này thì nói chung là cho nó đẹp thôi chứ xài nó không xài được. Nên em cho thêm anh em một cái rũa xịn nữa trị giá 30.000. Đó, xích là xích hầu tròn. Lam đây lam mới luôn em nhé. Lam này là lam dài 55 phân. Anh em xài rất là cắt là cây gỗ to đều cắt được luôn nha. Đó, một cái vỏ bọc lam luôn. Đó, máy mới thì nó kèm theo hết là cái đồ nó luôn đầy đủ hết em nhé. Đó, con này thì hàng chất lượng. Tất cả đồ của nó đều làm trông nó rất là cứng cáp và nó xài độ sụp, độ bền nó cao hơn tất cả các dòng máy khác trên thị trường. Đó, nhưng mà trên mạng thì người ta bán rất là nhiều cái dòng máy Trung Quốc, nhưng mà đa số là người ta bán những dòng máy rẻ thôi nha. Đó, những dòng máy rẻ mà từ 1,2 triệu một cây thì nha. Nói chung là cái dòng đấy nó đã của Trung Quốc rồi thì nó rẻ nữa thì nó xài cực kỳ nó kém chất lượng luôn. Nhưng mà cái dòng này là bên em nhập hàng cao cấp về để bán lẻ tại cửa hàng. Đó, bán lẻ tại cửa hàng nên là giá thành nó cao hơn, nhưng mà chất lượng của nó rất là tốt. Nó tốt hơn tất cả các dòng kia và cái đồ của nó dày dặn hơn anh em nhé. Đó, đồ nó sẽ dày dặn hơn tất cả các dòng máy 1,2 triệu khác. Đó, dòng 1 triệu này bên em đang bán với giá là 1,900,000, bao ship tận nhà cho anh em luôn nha. 1,900,000 là sẽ bao ship tận nhà cho anh em luôn rồi. Đó, tặng tất cả đồ phụ kiện nó đều kèm theo hết nha anh em nhé. Máy mới 100%. Đó, về anh em roda là xài thôi nha. Anh em phải roda nó xài. Đó, lên trang nhất em tin rồi. Đó, anh em nào mà cần những mặt hàng máy mới này khỏe, con này của dòng của nó là 45 ly, công suất của nó là 58cc anh em nhé. Đó, 58cc. Đó, anh em nào mà thích xài cái máy nó bền hơn ấy, anh em mua thêm một chai nhất Estin này nữa. Estin chính hãng. Đó, HP Estin chính hãng. Đó, một chai này trị giá là 185.000 nữa anh em nhé. Anh em pha với tỷ lệ là được 30 lít xăng. Đó, một chai 1 lít anh em pha được 30 lít xăng. Và trên này nó có một cái chai đong dành cho anh em nào mà xài ít. Anh em xài ít thì anh em pha một cái chai nhất nhỏ này với tỷ lệ là 3 lít xăng. Đó, một chai nhất nhỏ này anh em bóp lên này. Anh em bơm, bóp cái bình cái là nó phun lên theo cái đường này. Nó vào cái bình này, nó đong vào đây cho anh em. Đó, anh em đong vào đây. Đó, anh em xài ít thì anh em pha tỷ lệ nó có mức ở đây này. 20, 40, 60, 80, 100ml. Đó, anh em cứ chia đều ra. Đó, cứ 100ml là anh em pha được 3 lít xăng. Đó, 20ml là anh em pha được 1 lít rưỡi đậu. 50ml là anh em pha được 1 lít rưỡi xăng. Đó, anh em chia đều ra đây. Đó, bơm lên là nó sẽ lên rất là tiện lợi nha. Đây là cái dòng nhớt Estin chính hãng bên em luôn, bao cho anh em check toàn quốc hết. Đó, bên em bán kèm theo máy. Cái dòng nhớt này thì lợi nhuận nó rất là ít. Đó, em lời có mấy ngàn một chai thôi, nhưng mà chủ yếu bên em bán cho anh em để sử dụng trong cái máy mà anh em mua của em. Đó, để cho nó sử dụng nó hoạt động nó bền bỉ nhất có thể nha. Đó, còn trên thị trường nó có rất là nhiều loại nhớt 80.000, 60.000, 50.000. Đó, nhưng mà nhớt này là nhớt xịn nhất, anh em pha được nhiều hơn. Đó, anh pha tỷ lệ được 3 lít.
anh em bỏ ra số tiền của nó là 185.000. Nó đắt ngay lúc đầu thôi nhưng mà anh em pha được nhiều nhớt hơn tất cả các dòng nhớt bình thường. Như các dòng nhớt bình thường ấy, anh em pha tỷ lệ chỉ được khoảng 1:15. Nếu mà nhớt 80.000 anh em pha chỉ là tỷ lệ chỉ là 1 lít nhớt là anh pha được 15 lít xăng thôi. Đó, nhưng mà nó lại tạo ra cái độ cái cặn trong máy nó rất là nhiều. Nó gây ra hiện tượng là kẹt bạc, bó nắp piston lại nha. Đó, nên anh em cứ mua cái dòng nhớt Estin thì anh em xài. Trừ khi chỗ anh em người ta không có bán dòng nhớt này thì anh em phải mua cái dòng nhớt rẻ tiền thôi anh em nhé. Đó, còn cái dòng này tính là kinh tế của nó rất là lợi hơn. Nó pha được gấp đôi cái dòng nhớt khác. Và cái máy của mình là nó pha chuẩn tỷ lệ nó là cái độ bám bụi trong máy là nó không có, cái độ cặn trong máy nó không có. Nên cái máy của anh em nó sử dụng nó bền hơn. Đó, anh em tốt nhất anh em nên mua loại nhớt này xài nhá. Đó, khuyến cáo anh em tốt nhất nên mua loại nhớt này. Còn anh em nào mà ở thị trường chỗ anh em không bán loại nhớt này thì anh em đặt hàng của bên em. Đó, đặt hàng của bên em sẽ ship tận nhà cho anh em luôn nha. Đó, 185.000 một chai. Đó, anh em nào mà chưa có ở vùng anh em chưa có dưới nước này thì anh em sử dụng nhất anh em mua bên em. Ship tận nhà cho anh em luôn nha. Kiểm tra hàng thoải mái. Đó, đây là quảng cáo nhớt cho anh em đây nha. Đó, đây là phụ kiện kìa. Anh em nào mà mua chai nhớt này thì cứ liên hệ qua em. Bán nhớ bán máy là em bán thêm cả nhớt luôn. Đó. Rồi em sẽ nói chung về chi tiết con này hơn. Con này trọng lượng đầu không của anh em là con này là trọng lượng đầu không 5 kg anh em nhé. Đó, cả lăng cả xích vào tầm khoảng 5,5 kg. Đó, công suất là 58 cc. Đó, 58 cc rất là khỏe rồi. Anh em cắt cây đường kính khoảng 450 thoải mái luôn nha. Đó, và máy anh em mua nhất thêm nhất Estin nữa thì sẽ bảo hành máy cho anh em 1 năm sử dụng. Đó, bây giờ em sẽ test nổ con máy này cho anh em xem nha. Đó, bộ đồ nghề của nó đây em sẽ bỏ vào đây cho nha. Đó, con này thì bên em số lượng còn tầm khoảng hơn chục cây thôi. Đó, cần hơn chục cây thôi. Anh em nào mà cần những dòng máy Trung Quốc chất lượng thì anh em đặt bên em. Đó, giá là 1.900.000 bao cước phí tận nhà cho anh em thôi nha. Đó, bây giờ em sẽ test nổ cho anh em xem tiếng máy nha. Con này thì thương hiệu của Nhật luôn anh em nhé. Nó là công ty của Nhật. Đó, do người Nhật làm chủ công ty. Đó, nhưng mà công ty là đặt tại Trung Quốc. Đó, nên nó là xuất xứ tại Trung Quốc. Đó, rất là đẹp. Mẫu mã là thoải mái bao cho anh em xài luôn. Đó, số lượng em có hơn 10 cây. Anh em nào mà ưng ý cây máy này em cứ đặt hàng của bên em. Ship tận nhà cho anh em luôn nha. Đó, bảo hành cho anh em 1 năm sử dụng. Đó, anh em nào mua thêm nhớt nữa là sẽ thêm 185.000. Đó, còn anh em mua nguyên một bộ máy này, đó không mua nhớt theo thì là giá 1.900.000 và ship tận nhà anh em nhé. Đó, xin cảm ơn toàn thể anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để nhận video tiếp theo bên Hoài Bãi em nhé. Xin chào toàn thể anh em.